Chinh Su, vạn món ngon bùng vị. Xúc xích Poly, 88% thịt. Lại là Running Man Việt Nam cùng chiếc hậu trường thật là đáng yêu và vui vẻ đây mọi người ơi. Ngọc đâu có thể mà chống cự lại phát đâu, phát rất là khỏe đó đúng không? Mình ráng mình chạy qua mình cover cho Ngọc có lẽ có mấy pha bị mọi người đè lên hơi cả tội. Tại vì anh Giang là doanh nhân. Tại doanh nhân là doanh nhân, tại là hay những cái bắt tay, những cái ôm thân mật á. Mà Huy thì mong muốn một lần cuộc đời được kẹp càng cua anh Giang một lần. Cuối cùng được ôm ảnh rồi, cảm giác rất là tuyệt vời. Rất là mềm mại và mát mẻ. Huy, tại đi Huy cặp mà. Sao ban đầu là hai người giao hẹn là đi ra góc xa xa mà rốt cuộc cũng... Trời, là cho tên bọn Thảo Khấu. Bọn Thảo Khấu quận 7 thì ghê lắm. Chỉ còn mong xé ít thôi chứ đừng có thể nào không xé được đó. Giờ này cũng muốn xé tôi nữa mà. Đau không? Lúc nãy thì trong lúc chơi á thì mình không có cảm giác. Nhưng mà có thể tối nay về sẽ êm mình phải chút trước. Nhưng mà không sao. Mấy nãy giống như tại vì lâu lắm rồi, mấy tháng nay giờ không có đi tập. Giống như bữa nay một buổi tập lại vậy đó. Cắt color đúng không? Tập kiểu cũng nhào lộn lăn lê vậy đó. Anh giúp em quá trời. Không, cũng hơi phê em. Phê lắm á. Lâu lắm rồi anh em tôi mới được ra sức. Chơi mấy người kia mình phải nương. Nhưng mà với Phát á, mình hơi ra sức chút xíu. Tại vì Phát chịu được. Ok. Ok. Đúng không? Dạ. Yeah. Có đau thì nói anh biết. Đau. Anh biết đau. Có tội nghiệp Phát không? Em có tội nghiệp Phát không? Chứ sao nữa? Hay sao tội nghiệp Phát? Anh giật Phát. Anh giật Phát cỡ này nè. Rồi Phát chết rồi ai bảo vệ em? Anh em ơi tôi cũng chân đề đó. Không lo toan ta cũng chơi hết mình. Vô tư đi là thật yêu mỗi. Tuổi trẻ chỉ có lần này tôi. Và một chút duy tư. Nhà ta cùng chơi và cùng quay cá ta. Không quan tâm đến một chân tương xa. Và tôi cùng bước qua bao người. Ngồi bên đà đội siêu chẳng hạn. Mình có năng lượng rồi, bây giờ đi xếp tên thôi nha. Một chơi. Năng lượng. Xếp bản tên. Xếp bản tên. Bây giờ mình đi xếp bản tên thôi. Đi. Này tỏ thắng mà. Giờ vô vòng này rồi là chủ yếu là chọn được người nào mạnh, nhanh và lanh lẹ là có lợi thế. Nhưng mà nó cũng phải có vận may nữa. Cái này hên xui may rủi rất là nhiều. Từ đầu mùa đến giờ con thấy Ngân rất là xui. Nhưng mà may là cái đồng đội Ngân ngày hôm nay á, các đồng đội đều rất là may mắn. Hy vọng là sẽ giữ được phong độ cho đến cuối hiệp, cuối trận. Tôi chơi bằng tâm thế rất thoải mái. Bởi vì chúng tôi sở hữu một lực lượng cơ bắp cuồn cuộn như là bắt voi, hoa săn mồi, chú thuần luồn dễ thương. Nên Huy việc nhẹ lương cao. Không, phải nói tôi nhường hết. Tại vì này chúng tôi không có khả năng thắng. Chúng tôi đã bàn rất nhiều chiến thuật. Những chiến thuật rất hay ho được chúng tôi đưa ra. Và chúng tôi đã chọn một chiến thuật tệ nhất trong đám. Nước tăng lực Rock Energy Tasty. Vị xoài xanh muối ớt. Ngon bùng vị, thỏa chí khám phá. Chơi là chạy, đắp là bay trên Traveloka.
Tân tân tân. Đố anh chạy kịp tụi em. Chắc luôn á. Ủa. Ủa. Không hiểu à. Đây là cái ghế mà tôi muốn có một cái ở nhà chua, không biết là bên Marriott có cho không ạ? Để mở cái tủ này ra không? Để em lấy bình khí. Ngày hôm nay em phải chiến đấu. Thôi à, không phá hoại nữa à. Hôm bữa đó Vision nó hỏi là tại sao Phát thường hay bị xếp bắn tên từ phía sau. Giống như vậy thì Phát nói là hy vọng là tập sau Phát sẽ kêu người ta dán bản tên phía trước. Thì bữa nay tất cả mọi người đều được dán phía trước nữa không? Mọi người cảm ơn Phát đi. Chuyện nữa chưa vui. Thêm gì biết cái gì rồi. Chuyện vui khác. Thế là tôi nói là hôm nay bớt quăng miếng. Nguyên đám bớt quăng miếng. Tôi có điềm mà nên tôi nói là giờ mà tôi mà lỡ một quăng miếng là Huy phải làm gì nè. Không, Huy tán luôn. Ờ, để cho tao vậy đó. Sáng giờ nó bị rớt miếng hay mới nằm ngủ luôn. Câu chéo léo mà quạt đi, cho thấy cái sự hói. Thế giờ mấy người đây, giờ ta lên đây hả? Má con. Giỡn, giỡn con. Mình trong trần thế một đời gian nan cơ hàn, tình người thâm sâu phú vàng, tham sân si bao lụy phiền còn đéo mang. Anh có quăng nó không hả? Dạ không à, quăng cái này rất phí à. Để vậy rất là đáng yêu luôn, thời trang mới nha. Rồi, nè nha. Thêm cái nữa nè. Rồi đây đã chết. Bây giờ Rick không muốn xé ai hết. Thiệt, Rick bây giờ chỉ muốn trốn thôi. Bây giờ gọi là nó càng nhiều cái không khí vui càng tốt thôi. Chứ giờ nhà ai xé cũng được hết đó. Hai không muốn xé ai chứ em chạy trước. Em đợi cuối cùng rồi ai còn em bò lên thôi. Chứ em không xé nổi ai hết chứ. Người tổn thương là anh. Là anh. Tôi nghĩ là mình không có gì hối tiếc là ngoài chuyện có vài thứ nó chưa trọn vẹn và sức khỏe của mình lắm. Như cái chân của mình đôi khi mình cũng bứt phá một cái gì đó. Mình không dám làm lần đầu mạnh đó. Tại vì nhiều lần mình bị chấn thương như vậy. Nhưng mà rất là vui tại vì được gặp tất cả các anh em và được làm việc với tất cả mọi người, quen biết mọi người và hiểu hơn về mọi người. Ra thì cứ mỗi một mùa kết thúc thì Ngọc rất là may mắn bởi vì mình đã trải qua được hai mùa rồi, thì đến mùa thứ hai thì cũng vậy thôi, có rất là nhiều thiếu sót, nhiều niềm vui cũng như là nỗi buồn. Nhưng mà thật ra là tất cả các anh em bọn Thảo Khấu đây là đầu đàn của bọn Thảo Khấu luôn rình rập và ba bốn người chụp vào tôi. Hôm nay ngày cuối cùng cũng tính ăn tươi nuốt sống tôi hai ba người. Khát ước là mình quay được nhiều hơn như vậy nữa. Đúng vậy. Vẫn còn rất là nhiều năng lượng. Ước gì là cái mùa chúng ta mùa 1, mùa 2 nó cách nhau khoảng một vài tháng thôi, mình được quay tiếp tục. Đúng vậy. Ước mong là như vậy thôi. Nếu Rainman trở lại mùa sau, các bạn thấy tôi sáu muối. Anh Trường Giang chắc chắn sẽ comeback với một màn tại vì sáu muối mùa sau chứ không phải là kiếp sau nha. Mùa sau thì sửa lại mùa sau. Mùa sau nha mọi người. Đúng vậy. Tại vì có thuê riêng PT rồi. Có rồi. Không có gì hối tiếc hết à. Không có gì hối tiếc hết à. Chỉ tiếc một điều là đã kết thúc thôi. Hy vọng là mùa 3 sẽ được đi khắp nơi Việt Nam để đem cái phong cảnh Việt Nam ra thế giới. Mùa 3 thì chắc tôi sẽ cố gắng mũm mẹo hơn và thể lực mạnh hơn để có thể xé anh Huy gọn. Hù này chưa trả luôn hả Huy? Tôi nghĩ là mùa 3 là Huy không còn nằm trong cái danh sách thỏ trắng nữa. Đúng. Thỏ trắng đen nữa sẽ trở thành cái người mà sẽ đi trước. Người giết trước. Alo cậu. Huy ơi, bây giờ hãy thể hiện nguyên hình rồi. Em ẩn mình bấy lâu nay. Chết em rồi. Hai người này là mùa này
giấu gì đâu có đâu, đã chích dướng bộ chúng tôi đã, đúng rồi, nói từ đầu là gì, chúng tôi đã hình được bộ đôi thỏ rừng rồi, không phải là thỏ trắng thỏ đen không nữa, không ai tin chúng tôi hết, không ai tin cả chúng tôi có sức mạnh tiềm ẩn là mọi người. Bây giờ đố nó chạy đua mà đó chạy kịp không nè, rồi tát vô tát vô rồi. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn, hẹn mùa 3. Bye bye. Đây cho em có cảm giác rồi anh Tiến. Thật ra thì bán quân năm nay á, thì năm nay là một cái năm may mắn của Huy. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là mấy anh em chơi đã hiểu với nhau rồi, nên cái phần xem bản tên nó diễn ra cũng rất là, mặc dù có khốc liệt nhưng mà mọi người đều biết kỹ thuật hết. Lại có đợt tập huấn bên Hàn Quốc về thì được gọi là gia chạm thực tế là những Running Man đời đầu của Hàn Quốc, thì về đây thì có thêm nhiều năng lực hơn, với lại là cái kỹ năng xem bản tên nó sẽ được nâng cấp hơn một chút xíu, và đặc biệt hơn là các trò chơi sẽ quy mô nó nhiều hơn nữa. Nên Huy hy vọng rằng nếu mà trong mùa này chúng tôi có nhiều cái còn thiếu sót là tất cả quý vị khán giả hãy nhớ bỏ qua cho, và hẹn gặp tất cả quý vị mùa sau, chắc chắn là bộ đôi thỏ rừng sẽ quay trở lại và mạnh mẽ hơn. Tôi ghé bên thằng vô địch. Mọi bạn nhé, 1, 2, 3.